người ta đớp nhận nó có 220 top cần HTX, nó sẽ phân phối phát cho bạn mỗi một lượt khi tham gia có kèo là HTX nha các bạn. Con này diễn ra từ ngày 19 đến ngày 22, kèo này rất là dễ làm luôn. Đầu tiên các bạn vào đây mà các bạn vào đây các bạn join kênh Telegram của nó nha các bạn. Rồi các bạn xuống đây các bạn follow cái username theo word của nó. Rồi các bạn click vào đây, các bạn lướt tới lướt lui trong 2 giây 3 giây nha các bạn. Rồi các bạn điền địa chỉ, điền thông tin vào các bạn, mình hướng dẫn các bạn điền thông tin. Còn bạn nào có tham khảo thì vào rồi qua market cap mà tham khảo cái top cận HTX này, con này đã list sàn rồi các bạn. Khi mà nhận mình có thể bán được luôn. Rồi các bạn bắt địa chỉ C20 vô, các bạn dùng với MetaMask, chút wallet, intercan gì mình nền tảng C20 nha các bạn. Rồi nó kêu mình vô đây đọc complex, đọc và điều chấp nhận điều khoản của nó nè, coi điều khoản nè, các bạn bấm don nha các bạn. Rồi các bạn mở cái thẻ Word vào, thẻ Word ra các bạn vào trang cá nhân của mình, các bạn copy của username giúp mình nha các bạn. Kèo này là không có tiền ghép tiền bông gì chứ. Mình làm chủ yếu win VN9, làm chủ yếu là mình nghiên cứu tìm hiểu để mình cùng các bạn kiếm tiền chứ kèo nào ngon là mình đập lên, chứ không có tiền ghép tiền bọc, chỉ có ghép mới phải làm đâu. 2 4 6 8. Rồi các bạn lấy cái đi, các bạn vào mở Telegram ra, các bạn copy ra, vào setting copy của username của mình nha các bạn. Anh 032 trời kèo ngon các bạn, 9 9 3 1. Kèo này không ghép, không có ai chia sẻ cho bạn đâu. 0 3 2 9 9 3 1 5 7. Rồi các bạn kiểm tra lại nha các bạn username Telegram này, các bạn vô đây join nó nha các bạn, vì mình join rồi. 0 3 2 9 9 1. Rồi các bạn bấm yes nha các bạn, rồi các bạn bấm gỡ, vì là mình đã hoàn thành dự án nha các bạn. Rồi, ai đó của em và video mình kết thúc, mà số mắc chuyện mới của mình đây là mình sẽ lại bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha.